Ok, hello, xin chào các em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc em xem video vui vẻ nè mày. Và ở video lần trước Khải em đọc thì Khải bán vật phẩm cũng rất là nhanh. Khải kiếm được khoảng hơn 4 kim mấy thì Khải vừa ép xong nè mà. Khải mới ép xong là Khải bây giờ Khải sẽ ăn tiếp cho anh Emmy nha nè. Khải tiếp ăn tiếp cho anh Emmy nha nè mày. Ok, bây giờ thì Khải đã ép đủ xong rồi. Cũng vị trí cũng bảy xu cho một cái thì với lại tốn nguyên liệu sơ sơ với lại 50k tốn kim thôi. Tính ra thì dao động tốn còn hơn 8 kim thôi anh em. Còn hơn 8 kim nữa lần anh Evan này thôi. Chung là cố gắng up Excel cho nó lên cấp anh em ơi. Excel Khải bữa tù quá không ăn Evan nữa. Nên là cấp mới 99 thôi, hơi là bị thọ. Ok, là Khải cho anh em xem thử lần này sẽ được gì nha mọi người. Đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha. Đủ. Lần này ăn là tương dương luôn. Ép xong ăn tương dương luôn. Di chuyển được gì đâu. Một thịp đây. Lỡ ba bị kiếp. À hồi nãy hồi qua anh còn chữ nãy anh nằm đọc không có ra. Cái này ra lỡ ba bị kiếp. Đi đây. Thế là hán. Úp ngày mày lên 101 luôn. 101. Lần bài rồi. Ơi. Tưởng lần bài bất đại chứ. Tưởng bài bất đại là có kim anh em. Tình hồng. Tình. Tiếng lỗ. Ôi lần này tiếng lỗ nhiều vậy. Sớm bị cục luôn kìa. Thiệp đâu? Thiệp đâu? Trời ơi, tìm thiệp không có cái thiệp ta. Trời ơi, sao mà toàn... một chiến phái. Trời ơi, sao toàn tiếng lỗ nhiều cơ ta. Kiếm cái thiệp mà kỹ năng cho anh em động không ra. 102, ôi một con chiếu giả. Ok. Một lần bài boss này. Một tiếng vọng môn phái này. Chiếu giả nửa tháng ngon này. Đó, chiếu giả nửa tháng này. Một nhất kỹ. Một bạc tịch nhiêu đây. Một tịch 109, ok. Một điểm kỹ năng. Lên 109 mới cắn được cho chính. Xin máu, ok. Và chốt tôi được lời hay lỗ đây. Ở năm đọc thì anh lỗ khoảng 2 kim. Đọc anh lỗ khoảng 2 kim. Hôm nay lời hay lỗ đây. Chốt hết lại xem. Thị tinh. Rồi thị tinh gì có 2, có 1 viên mà trời. Đồ. Lần này anh có 1 thị tinh thôi nè em ơi. Lại thiết là hắn nhiều vãi rồi. Bàn nhựa thiết là hắn 3 cuốn 4 cuốn bàn nhựa. Thuốc lắc một bộ thuốc lắc là được 500 800 xu. Bộ này được 800 xu này. Đó, đó là tính hộp này. Phong độ vứt này. Món này vứt. Bộ lắc này cho mấy cái phúc duyên này không cần tính. Đó. Một cuốn bí kíp mở nha. Bảo vũ lên hoa. Quanh thua. Rồi lần này lỗ lời trời. Lỗ sắp mặt rồi. Rồi này một kim. Lần bài bốt đại một kim này. Rồi cuốn này kim rưỡi là 2 kim rưỡi. 2 kim rưỡi với 2 dân tinh hồng là 3 kim. Những cái này kim rưỡi là 4 kim rưỡi. 4 rưỡi cái này 500 xu đây. 5 kim 2 cái này là 5 kim 2. 1 viên thiệt tinh thôi, vãi rồi. 5 kim 4. 5 kim 4 với lại 8 bình đây. 5 kim 4 với 8 bình này khoảng 500 xu. Đâu coi, đúng không ta? 1 này, 2 rưỡi này, 3 này, 4 rưỡi này, 5 đúng rồi, 5 kim 2, 5 kim 4 này. 5 kim 4 với lại 8 bình này 500 xu. 5 kim 9. 5 kim 9 nhận lại thuốc lắc nhiêu này là 1000 xu nữa đi. 6 kim 9. 6 kim 9 tính ra là lỗ khoảng 2 kim, lỗ 2 kim cũng không sao anh em ơi, lỗ 2 kim. Ok. Chung là lần này anh cũng tầm lỗ 2 kim và được ít điểm phục duyên với lại vài cái thiết là hán. Lỗ còn 2 kim, lỗ còn 2 kim anh em. Lần này thu lách nhiều quá. Trời ơi, lần này thu lách dư quá trời luôn nè. Thì tinh thì có 1 viên thôi, vãi rồi. Tinh hồng có 2 viên. Cái lần này lỗ anh em ơi, lỗ khoảng 2 kim hơn. Lỗ 2 kim lần hơn sau vài lần anh.
hơn 1k. Even thì lỗ 2 kim. Ok, được lát kinh nghiệm cho xe được rồi. Gây nâng cấp đây, lên được 3 cấp này. Ngày mơ thì nó gần lên cấp được 3 cấp. 3 cấp thì được rồi. Được lên 30. 1 2 Rồi ok. Người mày này vừa có thể boost và vừa có thể chụp nên em, tại vì khả tăng 30 tốc độ đánh. Ok, chuyển ngày qua vô lực chính này. Chúng là up cấp cho người mày này mà. Đó, hiện tại bây giờ Excel của khả up được lên 101, 102 hết rồi. Bữa giờ không up cấp á, à, cùi quá. Đó, ngày năm đọc mới up lên 101 này. Người mày up lên 102, đó. Rồi, chuyển ngày chính mấy cái bình thiên thổ lộ. Anh phụ của chỗ đỡ. Trời ơi, không chịu đỡ luôn. Dọn cái rương quanh ra này. Ok, nói chung thì anh em xem video đừng quên cho Khả một like, một chia sẻ ủng hộ nha em ơi. Lần này thì Khả anh Evan cho con em ơi. Lỗ khoảng 2 kim thôi, không có lỗ nhiều đâu. Lỗ 2 kim thôi, được lại một ít vật phẩm thì không có lỗ gì mấy nè. Chung là không lỗ gì nhiều. Vứt bớt mày cái đồ linh tinh có chặt rương. Mấy này định đỡ gia tẩu, mấy tầm này gia tẩu không cần thiết nữa. Gia tẩu khả làm một tí là xong 30 lần rồi, nên là không có giữ, không cần giữ đồ gì nhiều. Bước bớt, bước bớt tay bước luôn. Cái này mấy cái bọn binh sắt các kiểu để dành sau này có thể làm như làm. Này binh sát 80, có một cái binh sát 9 mấy nữa mà đánh dùng 6 lần. Mấy cái này tiên thổ lộ bỏ bên này đỡ chặt rương này. Thuốc lách thì đỡ bên này đây, khi nào ạch chính xài hết thì chuyển qua. Thì ạch chính cũng khá là nhiều rồi. Anh em mình nó nhiều lắm anh em. Tiên thổ lộ thì cũng ok nhiều rồi. Phúc Duyên Bảo Vũ Lê Hò có bằng nhựa. Đây ở ngoài là Nam Độc độ. Ok, như việc này Nam Độc bớt. Ok anh em nha, Khải tạm dừng video tại đây nha. Và chúc anh em một ngày vui vẻ nha mọi người. Nói chung là Evan thì Khải ăn sạch rồi đấy. Khải ăn hết cho cờ lon này nọ rồi đấy. Hay cờ lon xe của Khải ăn sạch rồi đấy. Bữa giờ đang để dành kim đựng mớ thì thôi bán cho anh hắn lưu nè mày. Rồi chuẩn bị ít hôm nữa hóng binh cây vũ khí nữa là xong. Tên bộ quá. Với anh em nha, đừng quên cho một like chia sẻ ở video này nha mọi người.